Vì tiên Final Word và Teresa khóc dưới sân khấu. You know I wanna be your destiny, so please just say hello. Bé hai tiết lộ tay bị thương sau hậu trường. Không biết. Chết rồi. Vậy nó chạy mất tay luôn nè. Quậy quá. Chắc là bộ này cái này nó. Gần một năm đương nhiệm, Thùy Tiên đã có một sân khấu chung kết đầy cảm xúc và cũng xứng danh Beauty Queen khi không chỉ khoe nhan sắc trạng trở mà còn trổ tài ngoại ngữ bắn đến 4 thứ tiếng. Bên cạnh đó là khoảnh khắc bà Teresa bật khóc nghẹn ngào khi nhìn con gái cưng trao lại chiếc vương miện cũng thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, nàng hậu đã không kìm được nước mắt trước những giây phút cuối trên hành trình là một tân hoa hậu hòa bình quốc tế. Chính những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối ấy đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Đặc biệt, hình ảnh bà Teresa đứng bật khóc dưới khán đài cũng thể hiện được sự trân trọng của bà đối với cô nàng. Chẳng những vậy, trước Final Word của Thùy Tiên, bà cũng liên tục xúc động ôm chầm lấy cô mà bật khóc cùng người đẹp vì đã có một hành trình quá thành công và đáng nhớ. Có thể nói, từ khi Thùy Tiên đăng quang, bà Teresa như người mẹ thứ hai luôn đồng hành, giúp đỡ và yêu thương cô gái này. Trong một lần được hỏi cảm nhận về Thùy Tiên như thế nào, bà Teresa cho biết bà chưa một lần thất vọng về cô. Cho đến thời điểm hiện tại, Tiên vẫn là một nàng hậu tuyệt vời đối với bà. Chẳng những vậy, trước đêm Final Word, bà còn viết một tâm thư dài gửi đến con gái cưng đầy xúc động. Nhiệm kỳ của con là một trong những nhiệm kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử Miss Grand International bằng cách thiết lập tiêu chuẩn mới và lập nhiều kỷ lục mới trong xuyên suốt nhiệm kỳ. Con đã tạo ra huyền thoại cho riêng bản thân con bằng sự quyến rũ của chính con và vẻ đẹp trường tồn là lòng nhân từ, lòng trắc ẩn và sự chia sẻ. Trước đó, Thùy Tiên đã có màn nhảy đồng diễn mở màn cùng các thí sinh đầy ấn tượng. Xuất hiện đầu tiên trên sân khấu, Thùy Tiên khiến khán giả phải trầm trồ khi khoác trên người bộ trang phục vàng rực cùng thần thái tự tin, kiêu sa như một nữ hoàng. Bộ trang phục còn giúp nàng hậu khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ. Khen nhan sắc thần thái của Thùy Tiên trong phần mở màn này là chưa đủ, vì sau đó đương kim hoa hậu của chúng ta còn mang đến phần trình diễn với những điệu nhảy cuốn hút khiến khán giả không thể rời mắt. Nhiều khán giả còn nhận xét thần thái của cô nàng chẳng khác gì idol xứ Kim Chi, xinh đẹp, thần thái, quyến rũ, cuốn hút đều có đủ. Có thể nói rằng Thùy Tiên đã chiếm trọn spotlight trong phần biểu diễn mở màn của đêm chung kết này. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi nàng hậu bị đứt tay vì xước phải các phụ kiện sắc nhọn đính trên trang phục. Đoạn clip được trợ lý của cô chia sẻ đã khiến các fan không khỏi lo lắng khi nhìn thấy đôi tay toàn những vết xước đang chứa máu, và lo lắng hơn vì cô vẫn còn mang Final Word và xuất hiện trên sân khấu với nhiều vai trò quan trọng khác. Ngoài ra, khoảnh khắc khép lại một năm nhiệm kỳ đầy rực rỡ của mình, Thùy Tiên đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và truyền cảm hứng. Nàng hậu bày tỏ tinh thần hãy nắm bắt mọi cơ hội, khi cơ hội gõ cửa và biến đó trở thành nấc thang đi lên thành công. Thùy Tiên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đồng hành cùng mình trong một năm đầy kỷ niệm vừa qua và kể cả hành trình trước đó. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng muốn đi thật lâu thì hãy đi cùng nhau. Sau phần phát biểu bằng tiếng Anh, Thùy Tiên dành lời cảm ơn riêng cho chủ tịch và phó chủ tịch của Miss Grand International, ông Nawaz và bà Teresa. Nàng hậu Việt cũng không quên đặc biệt dành lời cảm ơn bằng tiếng Việt gửi đến công ty chủ quản, những cộng sự tại Việt Nam đã và đang đồng hành cùng mình. Cuối cùng, người đẹp khiến fan không khỏi phổng mũi tự hào khi tự tin nói tiếng Indonesia, nơi đang đăng cai tổ chức Miss Grand International 2022. Nụ kho khó khập khuôn Papa Nawaz là Mami Teresa. Em cảm ơn anh Nam chị Dung, cảm ơn em Gen Z. Thank you to all the fans. You are my motivations. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Có thể thấy, cho đến phút cuối đương nhiệm, Thùy Tiên vẫn chứng tỏ mình xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Khán giả vừa tiếc nuối nhưng vừa vui mừng khi cô đã hoàn thành nhiệm kỳ khiến Việt Nam tự hào. Khả năng ngoại ngữ đỉnh cao và thần thái tự tin của Thùy Tiên khi bắn 4 thứ tiếng trên sân khấu Final Word, vì thế được không chỉ fan Việt mà nhiều netizen quốc tế cũng ưu ái dành lời khen ngợi. Qua đó có thể thấy, Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International vào năm 2021 không chỉ trở thành niềm tự hào của nhan sắc Việt mà còn được biết đến như là một trong những nàng hậu nổi bật nhất và nhận được nhiều sự ưu ái của chủ tịch Miss Grand International. Thùy Tiên trong suốt một năm đương nhiệm luôn giữ được sự chuyên nghiệp, năng lượng tích cực và hoàn thành xuất sắc vai trò của một hoa hậu hòa bình quốc tế. Còn bạn cảm nhận như thế nào trong hành trình đương nhiệm của nàng hậu đa tài đây? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.